bác cũng nên rồi nữa, tuổi trưởng thành học giỏi làm gì được mấy, mua bán thì mới đồng vốn 40 đồng lời, còn đi lớn rồi học thành tài về sang qua bên kia học đủ thứ môn nào mình cũng làm được là sáng suốt, học thêm môn nào đâu đi Trang Suka hồi xưa cũng tôi cũng ngủ bao bao con không làm gì không con, con mượn cái thẻ của ngoại xuống dẫn mà sáu lên đi rồi đó bao xuống dẫn mấy người kia lên luôn nha bao. Thì để đậu đó tốn tiền thôi, đậu ngoài thì không tốn tiền, đậu trong tốn tiền thôi, có gì đâu, muốn đậu đâu đậu, không có gì đâu. Còn mấy bà xuống đó, bà đi hả, bà đi dưới hả? Lát lát cho nó hỏi đi hát thôi, tôi cũng dẫn thôi. Một cái màu hả? Dạ. Ha. Dạ, cảm ơn bà. Thấy đâu bà? Thấy mẹ con cháu cao đằng nào như cha mẹ nói. Bỏ qua cái một người. Cái màu hả? Đây nè. Đây là, dạ. Thấy không? Chụp vô luôn. Dạ dạ dạ. Rồi. Đây đây đứng chụp một cái một. Hên quá trời. Đủ lễ dễ thương nhà ở trên bò đậu nhà chị nay chỉ mình cho cháu nó cũng còn khổ nha chị, thôi để mà gọi cho cháu mình xe đi không cho mình nó bao lớn này cũng đi hả lên nghe đi mang thắng cũng ra rồi. Xong cái này mới chạy ra đó. Dạ thôi kệ anh sang năm kia nhiều kia cho dạ. Mình đợi cháu trời rồi cho về mà học cái đường đi.